Có gì đâu mà cấm. Mình phải để cho người ta xem, để cho cái đầu óc của người ta nó khuây khỏa chứ. Hồi đó chị học đi chay bao nhiêu thấy chị tóc đẹp, trời tóc của Ngân là nó sơ sát quá luôn rồi nè, đứt hết luôn rồi nè. Chắc là sắp tới Ngân về chắc Ngân phải làm màu nâu á mọi người, chắc phải làm màu nâu trầm quá chứ nó đứt rồi, đang nó đứt nó dính lên luôn rồi nè, hả mới kiểm nhiệt nó đứt rồi nè, lỗ mũi bị quẹo kìa chị có thấy em ơi, mắt chị nó còn tinh hơn mắt em á. Nhiều người cứ thấy up video với lại hình ảnh là cứ vô mũi vẹo kìa, mũi méo kìa má. Ủa cái gì vậy, trời ơi tưởng mắt tôi bị đuôi hay gì. Ngân cũng có thấy nha, trời Ngân soi Ngân hàng ngày là Ngân là cái người thấy rõ nhất chứ. Phủ phấn đi chị, nãy chị mới phủ rồi, nhiều nãy phủ trước khi đánh má hồng luôn rồi đấy. Lên chị thường đeo là của hãng gì hả? Chị mua tùm lum tùm lưa trên mạng á, chứ chị không có để ý nhãn hiệu đồ gì đâu em. Tại vì chị đeo một lần là chị bỏ rồi.